Hiện nay những bước cuối cùng cho những màn trình diễn pháo hoa đang được các đội gấp rút chuẩn bị. Đội đại diện Việt Nam, đội Đà Nẵng đã tham gia lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng liên tiếp 11 kỳ. Vì vậy, với lợi thế sân nhà và bề dày kinh nghiệm qua các mùa DIFF, đội Đà Nẵng đã chuẩn bị một kịch bản trình diễn ánh sáng vô cùng công phu với bản hòa tấu của hơn 4.000 quả pháo các loại, kết hợp cùng hàng trăm hiệu ứng sắc màu khác nhau với chủ đề Vũ điệu bầu trời. Lý do truyền đạt cái thông điệp và ý tưởng là chọn cái vũ điệu bầu trời vì đội miền Nam muốn mang tới cái màn trình diễn mang đậm đà bản sắc dân tộc, nét đẹp của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam nói chung và đặc biệt là thành phố Đà Nẵng đáng sống, thành phố biển mến thương, cũng như thông điệp đã truyền cho bạn bè quốc tế năm châu đến với Đà Nẵng. Vì vậy cái vũ điệu bầu trời kết hợp với công tác chuẩn bị và những cái hiệu ứng pháo với hàng trăm màn coi như là sắc trời rực rỡ thì sẽ đem đến cho khán giả nhiều cái điều thú vị và bất ngờ. Bên cạnh đó, đội Arc Aventia Pháp là đương kim vô địch trẻ nhất tại DIFF với chuỗi chiến thắng liên tiếp tại những cuộc thi pháo hoa danh tiếng. Được khai sinh bởi hai chuyên gia kỹ thuật và chỉ đạo biểu diễn pháo hoa, màn trình diễn ánh sáng của đội Arc Aventia mang hơi thở văn hóa lửa, văn hóa Latin kết hợp cùng dấu ấn Pháp rất đặc trưng. Năm nay chúng tôi sẽ cố gắng gây ấn tượng với đất nước Việt Nam. Chúng tôi chọn chủ đề cho màn trình diễn pháo hoa của mình là vũ điệu của rồng vì tôi biết hình tượng rồng rất nổi tiếng ở Việt Nam và một số nước. Phần nhạc đã được chúng tôi hoàn chỉnh, khớp với phần kỹ thuật bắn. Kỳ DIFF 2023, phần nhạc Việt Nam đã tạo hiệu ứng tốt cho màn trình diễn. Tôi thích nó nên DIFF 2024, chúng tôi tiếp tục sử dụng lại phần nhạc Việt Nam. Với chủ đề tinh hoa văn hóa, màn tranh tài giữa đội Arc Aventia đến từ Pháp và đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam trong đêm khai mạc DIFF 2024 hứa hẹn một trận đấu pháo đầy kịch tính, mãn nhãn sẽ mang lại cho công chúng bức tranh ánh sáng đầy màu sắc rực rỡ trên bầu trời đêm Đà Nẵng, qua đó tạo một đêm khai mạc đầy ấn tượng đối với người dân thành phố và du khách.